Ngày 6 tháng 11, đại diện công ty quản lý và xây dựng đường bộ Con Tum xác nhận một hố sâu xuất hiện trên đường Hồ Chí Minh đoạn phường Duy Tân, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Trước đó, vào chiều 5 tháng 11 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip với nội dung trên mặt đường Hồ Chí Minh xuất hiện hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn, một số người lấy cành cây che chắn đánh dấu miệng hố. Hố tử thần có mặt rộng gần 1, sâu 1 mét và chạy dài dưới lòng đường. Theo ghi nhận phóng viên vào sáng ngày 6 tháng 11, giữa mặt đường Phan Đình Phùng xuất hiện một hố lớn với bề rộng khoảng 1 mét, dài khoảng 2 mét và sâu khoảng 1 mét. Vị trí hư hỏng này nằm giữa mặt đường, còn hai bên đường không bị sạt lở, hư hỏng. Hố tử thần chạy sâu dưới nền đường. Đơn vị chức năng đang tiến hành sửa chữa. Theo đại diện công ty quản lý và xây dựng đường bộ Con Tum, đơn vị phát hiện mặt đường xuất hiện hố vào chiều 5 tháng 11. Sau khi phát hiện, công ty đã cho rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông và hiện đã cho tiến hành sửa chữa. Hướng sửa chữa là đổ cấp phối rồi lưu lèn, làm lại vị trí hư hỏng. Nguyên nhân là dưới lòng đường có hệ thống đường cống thoát nước. Vừa qua mưa lớn nên vị trí mối nối của đường cống bị hở nên gây xói lở đất dưới nền đường. Hiện đơn vị đang tiến hành sửa chữa, khắc phục bằng cách đổ đá cấp phối và lưu lèn vị trí bị hư hỏng.